Số người thiệt mạng trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 21.000 người, trong khi hy vọng có thể tìm thấy những người còn sống sót ngày càng vơi dần. Các chuyên gia lo ngại là con số thương vong sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh mà thời tiết giá lạnh và thời gian tính từ khi động đất xảy ra đã vượt quá mốc 72 giờ, vốn được các chuyên gia thảm họa coi là khoảng thời gian có khả năng cứu sống nhiều người nhất. Bất chấp những khó khăn thì hàng nghìn người tham gia lực lượng cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria lẫn quốc tế vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót. Lực lượng phòng vệ Israel đang hỗ trợ lập bản đồ các vị trí tại Thổ Nhĩ Kỳ bị động đất tàn phá để cho phép lực lượng trên mặt đất xác định vị trí những địa điểm bị tàn phá và nhờ đó có thể tối ưu hóa công việc. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì cảnh báo là mối đe dọa dịch bệnh sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có thể là một thảm họa khác để nhiều người và tình cảnh còn nghiêm trọng hơn nếu như cộng đồng quốc tế không có hành động ngay lập tức. Theo WHO, nhiệm vụ khẩn cấp hiện nay là tìm kiếm, cứu nạn và đảm bảo những người sống sót trong thảm họa vẫn tiếp tục sống. Hiện có quá nhiều người đang phải sống trong tình trạng là ngày càng tồi tệ, từ thiếu thốn đồ ăn, nước uống cho đến nhiên liệu và thông tin liên lạc. Tính đến nay, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất đã lên tới hơn 21.000 người, trong đó hơn 16.000 người, trong đó thì hơn 16.000 người thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Số nạn nhân được dự báo sẽ còn tăng trong thời tiết giá lạnh và hoạt động tìm kiếm cứu nạn thì đã sang ngày thứ tư.